kính chào quý bà con đã trở lại với Ari Thuận Thiên. Kênh chúng tôi chuyên về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và kỹ thuật cây trồng. Video hôm nay chúng tôi sẽ làm về quy trình xử lý bưởi ra trái truyền bằng cách lẫy lá. Một khái niệm về trái truyền. Cây đến thời gian đủ túi, cảm ứng ra hoa theo thời tiết sẽ tự động ra hoa, đậu trái. Việc này trước sau tùy cành. Vì vậy tạo ra thu nhập liên tục. Hai ưu điểm của việc cho trái truyền Có thu hoạch thường xuyên, ít công chăm sóc tập trung Cây không bị suy kiệt do tận thu Dễ bón phân, ít trụng trái 3. Khuyết điểm Thu hoạch không tập trung nên không có số lượng lớn Sâu bệnh phát triển liên tục Không thể áp dụng cho diện tích lớn Cây mang trái tùy ý, không theo mong muốn có thể, cây phát triển mạnh thì ít trái, cây suy yếu thì mang nhiều trái. Để khắc phục các khuyết điểm trên, bà con cần điều khiển cây ra hoa ở cành mong muốn. Bằng cách lẫy lá, hay còn gọi là tuốt lá cành nhện. Để xác định cành nhện đủ tuổi để cho ra quả, bà con cần quan sát cành được 1 đến 1 năm rưỡi tuổi. Phun tạo mầm 1 đến 2 lần bằng sản phẩm phân bón 16-10. Sau đó lẩy bỏ lá các cành muốn cho ra hoa. Thực hiện sau khi tạo mầm lần cuối 3 ngày. Có thể phun quản lý bệnh kết hợp với GA3. Đây là một số hình ảnh về xử lý trái trên cành nhện. Để biết thêm về quy trình xử lý này, quý bà con vui lòng liên hệ các số điện thoại được gắn trên video hoặc để lại bình luận bên dưới đừng quên nhấn vào nút đăng ký để cập nhật những thông tin mới nhất ari thuận thiên cảm ơn bà con đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại